Chuyện xưa nay kể là những câu chuyện thật được kể lại từ những dân quân du kích vùng Tây Nam Bộ, những người con vùng miệt thứ anh hùng kiên cường đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Những câu chuyện kể sẽ sống mãi theo thời gian, và miệt thứ thứ 11 tin rằng đây là nguồn cảm hứng bất tận dành cho tất cả chúng ta, những người trẻ đã và đang dựng xây quê hương miệt thứ ngày càng phát triển và tươi đẹp hơn. Và câu chuyện của hôm nay là câu chuyện đầu tiên mà miệt thứ thứ 11 sẽ kể, là trận đánh du kích bao vây bức hàng đồn Vàm Sáng năm 1975, qua lời kể của thiếu tá Nguyễn Vinh Quang, là ủy viên ban an ninh huyện An Biên, người trực tiếp chỉ đạo diệt ác phá kèm chi khu Hiếu Lệ, nay là khu vực thị trấn thứ 11 huyện An Minh của tỉnh Kiên Giang. Trận đánh tên là gì hả chú? Trận đó thì mình gọi là cái trận đánh bao vây bức hàng cái đồn dịch khác, tức là mình đánh không cho địch nó phản kích để mà nó kéo thằng Vàm Sáng chạy. Dạ. Thì vậy thời điểm đó thì cái đồn Vàm Sáng nó nằm ở khu vực nào hiện nay ạ? Thì nó nằm từ thứ 11 mình xuống dưới là 10 cây số, tức là nó ngay cái ngã ba của sông Sẻo Rô giáp với cái sông Trẹm, dòng sông Trẹm của Cà Mau. Dạ, như vậy là nó thuộc khu vực xã Đông Hưng B ngày hôm nay. Thuộc Đông Hưng B. Dạ. Dạ con. Dạ con chào chú. Mời các cháu lại ngồi uống trà chơi. Dạ. Giới thiệu với mọi người, đây là chú Sáu Quang, hiện tại chú cư ngụ tại khu phố 3, thị trấn số 11. Dạ, con chào chú. Con như là đại diện cho các em thanh niên ở đây thì ngày hôm nay rất là vui vì chú đã nhận lời để gặp tụi con để kể cho tụi con nghe một cái câu chuyện ngày xưa. Thì không biết là hôm nay chú sẽ kể chuyện gì ạ? Bây giờ nếu cháu muốn hiểu chuyện ngày xưa thì nó cũng có nhiều chuyện, nhưng mà các cháu muốn nghe cái chuyện trong chiến tranh hay là như thế nào thì cho chú biết coi. Chắc là tụi con là tò mò những cái trận đánh của chú ngày xưa đó. Giờ nếu trong cái trận đánh thì nó nói tôi thì sinh ra và lớn lên ở tại đây, nhưng mà đến khi năm 1970, tức là nó tái chiếm lại cái chi khu Hiếu Lễ, nay thuộc là thứ 11 mình đó, là lần thứ hai, thì lúc đó nó là chúng thực hiện cái mua Bình Định Trần U Minh. Dạ. Thường xuyên thì chúng tập trung ở đây 6 tiểu đoàn chủ lực. Dạ. Và một số tiểu đoàn của địa quân của tỉnh, rồi bọn ngụy quân ngụy quyền nó mới thành lập là cái chi khu Hiếu Lễ. Dạ. Cho con hỏi là cái chi khu Hiếu Lễ là gồm những cái địa bàn như thế nào, những cái xã nào ngày xưa hả chú? Cái chi khu Hiếu Lễ ngày xưa thì nếu nói ở đây nó thuộc về huyện An Biên của cách mạng. Dạ. Còn đó là của địch thì nó chia ra thành hai chi khu. Cái chi khu Hiếu Lễ tức là từ Cán Gáo. Dạ. Thuộc xã Đông Hưng, hồi đó là chỉ một xã Đông Hưng thôi, rồi Đông Thạnh, Đông Hòa, Đông Thái là cái chi khu Hiếu Lễ. Còn ông từ Đông Thái ra ngoài Sẻo Rô thì lại chi khu Kiên An, anh không ở tại thứ ba. Dạ. Thì ngày xưa chi khu Hiếu Lễ của mình đó thì bộ đội nhiều không chú? Bộ đội thì quân chủ lực của ta thì có lúc cần thì họ đến. Dạ. Còn có lúc chỗ khác cần thì người ta đi. Nhưng mà cái chiến trường ở đây là chiến trường du kích là nhiều. Dạ. Mà khi cần thì cái đó thì chủ lực cần tiêu diệt những cái cứ điểm nào đó thì cái đó chủ lực không phải chết. Dạ. Anh, những cái cuộc chiến năm xưa thì nó xảy ra ở trên toàn huyện mình ngày nay luôn hay là ở một số xã thôi hả chú? Không, nó hầu hết đó thì
trong toàn huyện của mình thì là chỗ nào cũng có chiến tranh, bởi vì nó thực hiện cái âm mưu bình định nông thôn, coi như là dùng chiến thuật là nhổ cỏ. Dạ. Nó đưa tới 6 tiểu đoàn của nó là sư 21. Dạ. Giờ sư 20 đó là xuống đây đó là liên tục càn quét cái khu vực là của cái xã Đông Hưng, Đông Thạnh, Đông Hòa, rồi lên cả cái rừng U Minh Thượng của mình. Dạ. Thì cái cuộc chiến năm đó là diễn ra trong bao lâu hả chú? Cái thời gian mà nó tái chiếm lần thứ hai đó, tức là từ năm 70 cho đến 75. Dạ. Thì mình đã cái cuộc va chạm giữa quân mình với quân địch đó chú, là chú có nhớ là có bao nhiêu lần không chú? Tức là ngày nào cũng có hay là lâu lâu mới có một lần? Cái va chạm đó thì nó rất nhiều. Khi mà nó là dùng quân chủ lực nó đổ, nó tái chiếm cái thứ 11 và nó lập lên cái chi thu như thế, thì lúc đó nó đưa cái đội quân bình định xuống, thì nó bắt bớ giam cầm những cái người mà nó nghi là có quan hệ với Việt Cộng. Dạ. Rồi nó tổ chức cái bộ máy đó là kẹp kẹp, tức là từ tề ấp, tề xã, dạ, địa phương dựng lên, rồi nó lùa dân ở những cái vùng hẻo lánh tập trung ra cái tuyến bờ sáng để dễ bề quản lý. Dạ. Thì trong lúc gần cuối năm 70 thì lúc đó nó là nó tổ chức ăn mừng cái ấp 11 chợ và 11B. Dạ. Tức là 11 chợ là ngày nay là của chợ thứ 1, mà 11B là ngay cái khu vực mình đang ở đây, cái đó hồi đó gọi là ấp 11, cái là khu phố 3 ngày hôm nay. Dạ. Nó thì nó tổ chức một cái lễ ăn mừng đó là bình định loại 1, tức là ấp 11 chợ và 11B đó là cái ấp bình định loại 1, tức là không còn cơ sở của Việt Cộng, của cách mạng đó là ở nơi đây. Nhưng mà nó là sai lầm phải không chú? Thì để trả lời cho cái cuộc lễ đó thì tuần lễ sau. Dạ. Thì tôi cùng cái đơn vị vũ trang dẫn nguyên cái tiểu đội phòng vệ dân sự của nó đóng ở tại Trạch Ớt. Dạ. Lấy đi tất cả 12 vũ khí mà chúng ta đó thì không có nổ một viên đạn nào hết. Dạ. Mà ở đây là cái người chính thức là của mình đưa vào đó nằm đó để mà chờ. À, tức là mình có người nằm vùng. Để mà chờ lệnh của cách mạng đó là dạ. Đi ra thì đi theo cái sự. Cái bác mà là người nằm vùng năm xưa bây giờ còn sống không bác? Bây giờ là mấy người đó đã chết cũng nhiều rồi. Dạ. Còn lại thì cũng ở có một người thì ở tuốt ở bên Dân Khánh. Dạ. Người đó hồi đó thì tôi đưa vô làm phó trưởng ấp. Dạ. Cũng ở tại cái đồn đó. Dạ. Trong cái trận đánh đó, cái năm đó đó chú, thì sao ta, cái kỷ niệm nào mà bác nhớ nhất? Còn cái kỷ niệm mà nhớ nhất ra thì nói chung trong cái thời gian đó thì có nhiều cái trận đánh. Tụi tôi là đưa quân vô sát nắp chi khu. Dạ. Đánh đã tiêu diệt cái thằng Đặng Thành Lợi, tức là chi cục phó cảnh sát của An Biên, nó vô nó phát lương cho cái cảnh sát của cái quận Diêu Lễ. Dạ. Thì cái trận đó thì giết cái thằng Đặng Thành Lợi với thằng Cần, cảnh sát Cần. Dạ. Con tò mò là chú có bao nhiêu năm mình tham gia chiến trường rồi chú? Chú nói chiến trường thì từ khi mà nó tái chiếm thì năm 1970, thì lúc đó là tôi được tổ chức phân công về đây đó là trực tiếp chỉ đạo cái đơn vị trinh sát vũ trang của tụi tôi kết hợp cùng với địa phương để mà diệt ác phá kìm của chỉ khu Hiếu Lễ. Dạ. Thì cái đơn vị trinh sát vũ trang của tôi thì có một trung đội. Thì trong cái quá trình đó thì đánh cũng rất nhiều trận, giành thắng lợi cũng lớn, nhưng mà đặc biệt á có một cái trận mà tôi không thể quên được, tức là vào tháng 1 năm 1975. Lúc đó thì theo lệnh chung của cái
ban chỉ huy đó là thống nhất huyện An Biên lúc đó, đó là mình phải tập trung bao vây bức hàng cái đồn Dàm Sáng để phục vụ cho cái chiến dịch lớn của khách sắp tới. Dạ. Thì lúc đó thì cái đơn vị của tôi là một trung đội thì được điều xuống ở dưới cái Dàm Sáng Cán Ráo cùng với địa phương quân để mà bao vây bức hàng cái thằng Dàm Sáng. Trong suốt thời gian bao vây thì đó là 10 ngày sau nó không có xuất quân xuống để nó viện trợ cho thằng Dàm Sáng được. Thì đến một ngày nọ thì tôi từ ở trên chi khu này đi xuống ở dưới để mà thăm đơn vị, thì đi xuống tới nơi thì đồng chí đội trưởng của tôi đó là nó bị thương. Bị thương thì đưa đi quân y điều trị, thì là lúc đó đó là tôi được ra là ban chỉ huy thống nhất điều động ra đó là chỉ huy cái đơn vị của chúng tôi để chiến đấu. Dạ. Năm đó thì chú bao nhiêu tuổi ạ? Năm 1975-75 thì năm đó tôi mới 30, khoảng 30 tuổi. Mấy tuổi đó. Lúc đó chú có gia đình chưa chú? Có rồi, có gia đình, con. Rồi chú ra chiến trường như vậy rồi vợ với con ở nhà có nói gì không chú? Vợ con thì cũng không thể nói gì được mà chỉ động viên mình thôi chứ không, dạ, không nói gì, bị gì mình đó đã là cái người cách mạng đây theo đảng rồi. Dạ. À, thì không có còn nói cái gì mà vợ ở nhà chỉ lo làm đến nuôi con. Dạ. Rồi thường thì bao lâu mấy chú mới được về thăm vợ với con một lần hả chú? Lâu lắm, cái đó thì trong chiến tranh thì mình không xác định được, không ngày có giờ xác định à. Có khi thì gặp nhau được một chút rồi. Dạ. Chia tay. Nhưng mà chú với cô gặp nhau là trong tình huống nào? Chú con rất là tò mò, về tụi con tuổi trẻ là rất là quan tâm đến tình yêu nên là cũng rất là tò mò coi xem là tình yêu của mấy chú ngày xưa đó như thế nào. Không, tình yêu của chú ngày xưa thì nó chân chu lắm, bởi vì cái lúc đó là lúc chú cưới vợ là năm 1967, thì lúc đó ra là cái vùng này là cái vùng giải phóng rộng. Vùng giải phóng rộng là cách mạng hồi đó đó là chính quyền của cách mạng. Dạ. À, coi như vùng giải phóng rộng tận tây ra tới ngoài thứ bảy. Dạ. Cái đó là năm 67 tới 70 nó mới tái chiếm trở lại, cho nên cái lúc cưới vợ thì coi như là cái tình hình nó yên ổn, không có cái gì đáng nói, tức là gia đình là êm thấm. À. Nhưng mà trong quân đội thì trong chiến trường thì cháu nghĩ là đôi khi cũng có những cái người lính mà rất là khó quản lý, thì chắc sẽ có những cái trường hợp như thế nào mà đến giờ chúng ta còn nhớ. Bây giờ đó là trong cái cuộc hôn nhân thì cái đó không có cái gì mình đáng nói. Dạ. Nhưng mà nếu mà nói tiếp lại cái trận đánh mà ác liệt nhất của tháng 1 năm 1975 đó, thì lúc đó đó là tôi là cái người được phân công ra trực tiếp lãnh đạo đơn vị vũ trang để mà chiến đấu với kẻ thù. Dạ. Thì biết rằng đó là ngày sau nó sẽ phản kích, từ ở trên thứ 11 nó phản kích xuống để nó kéo cái thằng Dàm Sáng chạy đi, nó bằng 3 tiểu đoàn bộ binh. Phía bên lộ này là nó đánh xuống 2 tiểu đoàn, phía bên sông nó là đánh 1 tiểu đoàn. Thì đơn vị của tôi đó là lúc đó là phụ trách cái mũi bên này phải chịu trách nhiệm đánh bật 2 tiểu đoàn của địch, không cho rút cái thằng Dàm Sáng chạy. Dạ. Thì chấp hành cái sự chỉ huy chung đó thì đơn vị của tụi tôi ngày đó là coi như chiến đấu với kẻ địch đó là đánh với 2 tiểu đoàn đó là suốt một ngày. Dạ. Bằng chúng dùng 8 đợt xung phong để đánh vào cái trận địa của mình. Dạ. Nhưng mà trong 8 đợt xung phong đó thì nó đánh không thủng, cuối cùng thì nó mới rút về rồi nó khuya lại đó là nó mới đánh tắt đường ly lên 500, từ lộ này lên 500m, hồi đó nó còn rừng thể không à, là nó đi xuống để nó kéo cái thằng Dàm Sáng đó là chạy về chi khu hiếu lễ, tức là về thứ 1. Thì là
đơn vị của tôi một trung đội là võ vẹn đó, trên dưới có 20 mấy là tay súng. Dạ. Mà đánh với 2 tiểu đoàn địch trong 8 đợt xung phong của nó đều đánh bật ra. Thì trong trận đó thì cuối cùng đó anh đó tụi tôi bị thương có hai đồng chí bị thương nhẹ thôi, không có cái gì đó cả. Dạ. Nhưng mà tất cả mọi người đều nghe lời chỉ huy, có người nào mà làm không đúng hoặc là có cái tình huống nào mà chú nhớ về một đồng đội nào đó cãi lời mình không? Nếu nói cãi lời thì cũng không đúng, nhưng mà y cãi đúng theo nguyên tắc. Dạ. Thì trong cái trận đó, tức là cái trận nó ra xung phong cái đợt thứ 8, thì tôi hạ lệnh cho tất cả quả lực đều đó là đổ đánh thẳng vào đó là quân địch. Thì đánh xong địch nó rút trở lại đường tắt rồi á, thì tôi mới nói thôi bây giờ đơn vị chúng ta rút về cái vị trí thứ hai. Dạ. Thì đề nghị các đồng chí rút trước, tôi ở lại tôi kiểm tra chiến trường coi tôi rút sao. Thì lúc đó đồng chí Sáu Hộ là trưởng mới nói đề nghị đồng chí lãnh đạo rút trước, không có trận địa nào mà đánh giặc mà thủ trưởng lại ở sau mà để lính đi trước. À, thì đồng chí Sáu Hộ nói vậy đó, thì tôi thấy đồng chí này nói có lý. Rồi sau đó như thế nào chú gọi về trước không ạ? Hả? Rồi sau đó thì chú xử lý tình huống này như thế nào ạ? Không, thì cái đó thì mình phải đồng ý thôi, bởi vì không có trận địa nào mà lính nó để cho lãnh đạo mà mình đi sau. Tức là theo nguyên tắc là lãnh đạo phải đi trước. Dạ. Nhưng mà lý do vì sao trong trận đánh đó thì chú lại đi sau ạ? Nó phải có lý do phải không ạ? Cái lý do là để mình kiểm tra cái trận địa là còn thấy có anh em nào bị thương có sốc cái gì không. Dạ. Thì chỉ thế thôi. Rồi sau đó chú với đồng đội của chú có ngồi nói chuyện với nhau không ạ? Sao không, cái đó thì phải làm công tác tinh thần tư tưởng lên không ạ? Không, nói chung thì cái đó thì về tất nhiên là mình phải họp hội ý rồi động viên nhau. Dạ. Thì đó là xong xuôi rồi đó, thì bắt đầu nó được lệnh từ ở dưới mới chuyển lên tới quả đồ, cắt ngang ở chỗ quả đồ để mà bao vây, cắt ngang cái thằng đường tắt với cái thằng chi khu. Dạ. Sau dạ chú nói tiếp ạ. Thì từ đó cho đến khi là 30 tháng 4, tức là giải phóng là cái chi khu. Sau cái thời gian mà mình giải phóng ở địa bàn mình rồi á, thì các chú trở về địa phương thì các chú chọn những công việc như thế nào đến ngày hôm nay ạ? Không, nếu thời gian đó thì là anh em cũng vẫn là tiếp tục ở đơn vị. Dạ. Khi mà tiếp thu rồi thì toàn bộ đơn vị của chúng tôi đó về, thì lúc đó là huyện của mình đó là huyện An Biên là ở thứ ba. An Biên thứ ba. À, ở thứ ba. Ở dưới này là cái thuộc về cái xã Đông Hưng của cái huyện An Biên. À, tới thời điểm đó mình vẫn chưa thành lập huyện An Minh. Chưa. Dạ. Tới 86 mới thành lập An Minh. Dạ. Thì anh em đó thì lúc đó thì cái đơn vị trinh sát vũ trang thì được tỉnh rút về cái công an biên phòng hết. Còn lại tụi tôi thì mỗi một người nào thì cũng ở theo vị trí đấy. Tôi đó thì đến năm 1977 thì được tỉnh rút ra về trên tỉnh là công tác ở phòng hình sự. Dạ. Rồi liên tục đó là công tác cho đến thời điểm này. Đi nghỉ hưu. Nghỉ hưu rồi. Chú nghỉ hưu lâu chưa ạ? Nếu mà nói tôi nghỉ hưu năm 1993. Dạ. Thì vậy khi mình nghỉ hưu mình có thời gian nhiều rồi thì chú với các đồng đội có gặp nhau không ạ? Đồng đội thì cái đó có gặp nhau nhiều nhưng mà nó không có toàn diện hết. Dạ. Có người thì được gặp nhiều lần, còn có người thì gặp một lần. Mà bây giờ đó thì đồng đội đó thì nó tứ tán hết rồi. Thằng chết, thằng còn sống. Chú ấy thì miếng trà này để chú kể nãy giờ cũng lâu rồi. Nãy giờ là con ghi hình là được 21 phút rồi đó chú, là chú còn rất là khỏe luôn á. Con được biết là anh Nhân có nói là chú hát rất là hay, nhất là hát giọng cổ là một trong những sao anh Nhân á, anh Nhân nói cho mọi người biết. Về tài tử thì chú là cũng là một cây đa cây đề của huyện An Minh. Dạ. Nói riêng cũng cả tỉnh luôn ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình không có đàn ở đây, không biết chú có chịu hát chay không, hát một câu thôi chú cho mọi người nghe chú, nhất là tụi con những người trẻ nè. Thật sự là phải
phải có âm nhạc, phải có đàn nữa thì mới sung vào chú. Nhưng mà bây giờ ca sĩ nó live stream là nó hát chay không á chú. Ca sĩ nổi tiếng luôn đó, live stream là hát chay cho bà con thưởng thức luôn á. Cái này là đang cố gắng thuyết phục nha các bạn, còn cái nào thì vẫn chưa biết. À, tại vì chú thì nói chung là về cái bộ môn nghệ thuật tài tử này là chú cũng cái dạng là cụ ở huyện bên mình, cũng như là nói riêng cũng là ở tỉnh, mà nói gì mỗi cuộc mà giao lưu hay là đờn ca là chú ca đều có mặt, đều có mặt để giao lưu đờn ca, mà phải ca có đàn. Mà hôm nay thì chú hôm nay là tụi con những người trẻ là năn nỉ chú luôn đó, ca một câu thôi chú, cho tất cả những cái bạn trẻ mà đang yêu thích cái bộ môn đờn ca đại tự là biết thế nào là cái đa cái đề. À, con nhớ chú hình như là có cái bài gì mà mai áo cho chồng về để đi làm nhiệm vụ đó, như cái bài đó là chú rất ưng ý theo cái điệu năm ai vậy đó. Hôm nay rụng một ca cái đó nữa, bây giờ nó ca thì ca một câu nhân tố. Dạ dạ con mình đồng ý. Chắc là phải uống miếng nước lấy hơi anh ơi. Mấy hơi phục vụ tỉnh tình. Bác Hồ của chúng con ơi. Rồi. Nghe tin bác rồi rùng rời sông núi. Tổ quốc ơi chúng tôi mất vì cha già, non nước hơi có thể nào sao chẳng đáp. Không đôi dòng nhật nguyệt vĩnh hằng kia không tắt,